toàn khoảng 7 km, 5-7 km rồi. Thì bọn tôi nằm ở bên gọi là một cái làn ở bên trên điều khí, tức là cái mạn hướng của sư đoàn. Tức là bọn tôi nằm ở cái trường điều khí, bọn tôi chốt khu vực đó. Thì hôm đó thì tôi với đang nằm ngủ, thì có cái thằng gọi là cùng lính trung đội tôi ấy, hắn mới nằm viện. Tức là anh đi nằm viện thì mới gặp, tức là hắn là cái thằng lính ấy, thì hắn cũng đi viện. Hắn cũng đi viện, hắn đi viện thì coi như là hắn mới vào viện. Thì cái viện sư đoàn, tức là bọn tôi là cái viện tiền phương nằm ở Năm Nhà đó. Năm Nhà thì coi như là cái viện tiền phương đó, thì chính thằng Sơn Tiến là làm đội phẫu, hắn nằm ở đó. Sơn Tiến đây này, hắn làm đội phẫu, mà cái ở nằm viện đó thì là cái thằng Thúy Hương đây này, Thúy Hương cũng ở thôn ta luôn nhá, Thúy Hương này ở thôn ta, thì coi như là cái thằng nằm viện á, về anh chưa đây, em thấy một em nói chuyện với một ông đồng hương của anh, mà biết cả bố anh, biết cả mẹ anh và biết cả em trai anh nữa. Đấy, mình cũng quái lạ, thằng Mô mà lại biết cả em trai, thì mình là nghĩ mấy thằng không biết là thằng Mô, anh chỉ nói thôi. Thế thì tên nó lại cũng không nói, tên không nói được mã giản thắt lại, bảo là anh ấy tên là anh Thủy, mà mình có quái lạ anh Thủy thì không biết là Thủy Mô. Thì cái ông Thủy á, thì khi tôi ở trong minh thượng tôi đi á, thì bắt đầu là ông bắt đầu với tiến vô, biết được bố mẹ tôi thôi, chứ nói tên Sơn thì anh chỉ nghe thôi, nhưng thực tế là cũng không biết tôi. Đấy, vì ông Thủy đó là đi cùng đợt viên Hiếu với thằng tình sát như tôi đó. Đấy đó. Thì tôi bảo chứ là đợt đó có một đợt, tức là cách một sau một tuần thì có một đợt là đi ra lấy ra sư đoàn lấy hàng thịt hộp rồi lương khô rồi chuẩn bị đi Tí Lùng đó, bọn tôi lấy vào để thêm để đi Tí Lùng. Tại khi đó bọn tôi là coi như là ăn ở kho sư đoàn, cho nên là ra sư đoàn liên tục, tức là một tuần hai tuần lại phải ra lấy, tức là một đợt đi Tí Lùng Tí Quét là phải ra đó lấy để bắt đầu chuẩn bị đi. Thì tôi mới ra thì coi như là tôi bảo tôi thì không phải diện đi, nhưng hôm đó tôi xung phong tôi đi, tôi ra gọi là thằng Mô. Chính xác là tôi ra thằng Mô. Thì tôi ra thì coi như là tôi gặp, coi như tôi mới gọi, tôi đứng tôi nói chú là tôi ra cái viện, nhưng mà viện thì viện giá chiến mà, thì ở dưới một con đường thì hai bên là hắn làm mặc sạp, thế là cứ mỗi hắn giải chiếu một thì là để cho lính thương binh rồi sốt rét rồi các cái bệnh đó là hắn chữa, mà hợp thường bệnh viện bệnh nặng thì hắn đưa máy bay đưa về nước hoặc là về Phnom Penh hoặc là về sư đoàn hậu phương, nhưng đại số là về Phnom Penh với về nước. Lúc đó bọn tôi là thuộc về quân đoàn 4 thôi, cho nên bọn tôi lại không về Cần Thơ nữa, không về quân khu 9 nữa, mà bọn tôi về viện 4 quân đoàn 4 nằm ở Sài Gòn đó. Nằm Thủ Đức Sài Gòn đó. Nằm ở chỗ Sóng Thần đó. Thì khi đó là tôi mới ra, tôi ra thì lúc đó tôi mặc một quần áo bốt, tôi chú nghe tôi mặc quần áo bốt, tóc tôi ngang đây rồi, tôi mới lằng thẳng tôi ra. Thì với mấy thằng lính nữa, tôi mới ra giữa viện, tôi gọi ông Đào ông Thủy, tôi gọi 3-4 câu gì nữa không thể trả lời. Thế là tôi bảo là tôi là Sơn đây, là lính mi thượng đây. Thế là thấy ông ngóc đầu lên, ông ngóc đầu lên mà nằm cách đó hai thằng, không biết là ông ngủ hay là ông giả vờ ông không biết. Thì Hương là giả vờ không biết, thì coi như là tôi mới gọi ông, thì ông bảo tôi là tôi đây, ông nói đó. Thì khi đó là ông Thủy là lính của kéo pháo vô, bắt đầu mùa mưa là coi như ông kéo mùa khô ông kéo pháo vô, mưa bị mùa mưa là ông bị mắc kẹt ở trong đó, xe không ra được, mà xe ông là xe xích, xe xích cho nên không ra được, cho nên là ông nằm trong đó, ông nằm trong đó. Thì tôi mới bảo là ông Long Thủy phải không, bảo phải, nhưng tôi là Sơn đây, con nhà bà Lâm này, tôi mới nói rõ đó. Gồm đồ bỏ dậy thì Hương lồng gồm bỏ dậy, bỏ dậy thì coi như là anh em mình nói chuyện thì bắt đầu ông ấy dẫn tôi ra chỗ đơn vị của ông á, thì cái đơn vị của ông là ngay cái sân đó luôn, xe pháo cái tinh đang nằm ngủ ngang đó, mà coi lính con đoạn xương lắm, coi chú là coi như là gà hộp rồi là hàng lồng gà rồi là thịt, coi như là tôi nói chú là ra là thấy thèm luôn. Đấy, thấy thèm luôn. Thế tôi bảo chứ ông có biết thằng Sơn Tiến không? Biết thằng Sơn không? Ông không, tôi không biết. Tôi chả biết thằng Bồ cả.
mà chính thằng Sơn là nói chung là từ cái chỗ ông Thủy nằm đến chỗ ông Sơn nấu ăn á, nó nấu ăn đến đi liên tục mà lên xuống cho nó liên tục mà không biết nhau, không biết nhau luôn. Không biết nhau. Thế bắt đầu thằng Sơn đang ăn nội phẫu nằm ấy chứ, nội phẫu này cái quạng Sơn lên, cái quạng Sơn lên mới đây là Thủy này. Ờ là Thủy. Thế là xong xuôi bắt đầu bọn tôi mới được lệnh là coi như là đến mùa khô, tức là đến đầu mùa khô thì bắt đầu là bọn tôi mới được lệnh là rút ra để bảo vệ cho xe của ông Thủy ra. Thì mùa mưa nó không cho ra được mà, thì hắn có 4 chiếc xe, tôi còn nhớ là 4 chiếc cái đoàn xe ông Thủy là 4 chiếc xe xích. Thì khi đó là coi như là ông mới ra ra thì tôi mới chốt cách sư đoàn, cái nhớ là cái dốc đất đỏ cách sư đoàn khoảng 2 cây số ở trong rừng. Thì coi như là tôi ra tôi đón xe đầu, tại vì lính bọn tôi mà đã đón đó, thì nó chính xác là nó phải dừng lại, nó sợ nó dừng lại. À, tại vì bọn tôi chốt đường mà sợ dừng lại thì bắt đầu nó nhảy xuống, anh bảo có việc gì đây, có việc gì đây anh. Tôi bảo cái đoàn xe đây có ông xe ông thủy ở chỗ nào, chạy xe thứ mấy, nên mới chỉ với xe thứ ba, tôi nhớ là xe thứ ba đó, là xe thứ ba. Thì coi như là tôi mới bắt đầu tôi đón xe thứ ba, thì tôi bảo là Thủy ơi mi về, mi bảo là coi như mi mà về rồi mi sống mi trở về là mi coi như bố tao là còn sống nhá. Nhớ đó, tao là còn sống nhá, cái là chạy mới đúng luôn. À, gặp Thủy này, gặp Thủy Hương này, mà Thủy vô đó là nó thẳng mà lo chết khiếp luôn. Chết khiếp luôn cái bọn tôi ở trong đó. À, lính bọn tôi là coi như là tóc cứ ngang vai, hắn giống thổ phỉ luôn, quần áo thì te tua hết, nhưng mà lấy hắn như thế là vua, ăn mặc sạch sẽ đẹp đẽ, ăn uống thì trung trướng, nếu mà vô hắn còn bị sốt rét, hắn nằm trong đó hắn bị sốt rét. À, còn lính bọn tôi nhá, tôi thật với chú nhá, 10 thằng khác lào cả 10. 10 thằng bị sốt rét cả 10. Đấy. Hắn như thế là thổ phỉ luôn. Đấy. Hắn thổ phỉ luôn mà cảm thấy coi như là hắn bất, coi là hắn mất công bằng đi. Đấy. Sao mà mấy thằng lính nhà vua đi, mấy thằng lính công tử đi coi như là rút ra cho ra mẹ đi, mà tôi nói đùa. Tao mày ra mẹ. Ờ, lính quân Thủy này. Đấy. Hắn ra hắn về phải thắng Đông Quanh luôn, hắn sướng lắm, hắn chỉ có hắn có trải nghiệm một có hắn nằm mùng 10 nhưng mà nằm hắn chơi ở trong thôi, tức là nằm trong sư đoàn đội phẫu gần như được coi như hắn còn sướng cả sư đoàn trưởng luôn ấy, với thường một cứ mà còn bị sốt rét. Đó là cái bằng chứng Thủy Hương đây này, tôi nói xài đi một luôn. Mà hai thằng, thằng Sơn với thằng Thủy cùng nhau, tức là một thằng đội phẫu, một thằng ở trên đây mà không biết đâu, mà tôi lại biết. Tôi lại biết. Thế thì tôi nói là tôi nói chuyện cuộc đời lính của tôi nằm ở coi như là trục đường 56, thì tôi gặp bạn tôi như thế, thì tiếp tục coi như là khi tôi chốt ở cái khu vực đó thì một tôi gọi là cái dốc đất đỏ. Thì cái năm đó là năm 81, mùa khô năm 81, tôi nói chú này, thì coi như là bắt đầu mình chip bánh gài. Chú biết là cái mình chip đó là hắn chỉ có bị thương thôi, đụng vô một cục chỗ đấy nhưng lại không chết người, nó làm cho mình tàn tật tàn phế nhưng lại không chết. À, khốn nạn đó là cái mình giết. Thì bọn tôi đụng như là khi đó là bọn tôi đang chốt đường, thì anh em tôi thông đường thì có xe ăn vô, mà thông đường thì cái khu vực nó đất đỏ nhưng mà xe ăn chạy nó xốp, tức là xe tải, mà xe tải xe xích rồi xe hàng nặng ăn chạy là coi như là đất hắn mùn ra, chú hiểu chưa, lượng xe ăn chạy nhiều mà hắn mùn ra, thế là hắn dày cái độ xốp nó dày cái gì. À, thì cái miền giết hiện cũng thấp thôi mà nói này, hắn gà giết ở nhà nhưng cần hắn túm nhét phát đi là vô thôi, tức là cái miền giết là hắn cái mặt trên nó thì phèo. À, khi bắt đầu hắn mình dẫm xuống á, thì khi cái trọng lượng của quả miền giết hắn quay lại đi cái phèo, chú hiểu chưa, hắn như cái phèo đang trồi lên này thì mình dẫm xuống thì cái phèo đó hắn đủ trọng lượng từ 5 kg trở lên ví dụ như đó, thì bắt đầu hắn quay xuống. À, hắn đủ sức để đâm một cái mỏa nổ. À, nhưng hắn không có mảnh mà hắn không có kim loại. À, cho nên máy không ra được. À, nguyên tắc của thằng mình giết mà lần đầu tiên không biết là các đơn vị khác mắc không biết, tại vì cứ đó bọn tôi ở khu vực đó là cái đại đội 1 tiểu đoàn 4 của tôi trong cái trục đường 56 mắc đầu tiên. Chú biết không, lính của tôi mới ra đi rà, rà chủ yếu là rà những cái quả mìn mà hắn có kim phí, tức là bằng mảnh đạn hoặc là bi như K58 là B58 hoặc là KP2 hoặc là
là MK3 ví dụ như đó thì ra được, thì nó có kinh phí mà, thì máy mới ra phát hiện được riêng cái đó bằng nhựa. Đấy. Máng nổ là ví dụ nổ gót chân thì cụt mẹ gót chân, nổ bàn chân mất bàn chân, nổ bên giữa con tước cái là lên lên đây. Đấy, hắn làm anh bị thương tàn phế cả đời. Đấy. Hôm đó tôi nói chú ở đại đội 1 bọn tôi, đại đội 1 của tiểu đoàn 4 của tôi bị bảy thằng luôn. Nằm như như khoai ngoài ngoài đường mặt đường luôn. Tức là khi giẫm qua mình các anh em là lao gốc cây, gốc cây hắn đã gài sẵn nó gốc cây rồi. Hắn gài vô kể nhiều luôn. Ngay chú nữa. Hắn gài cực kỳ, hắn gài vô kể nhiều luôn. Đến mức độ coi như hắn gài dày đặc luôn, phải cỡ cứ 30 phân quả, 30 phân quả cứ rắc là được, rắc thì được rồi. Đấy. Hắn tống một cái chỗ đó tôi thấy tính hàng nghìn quả trong cả gốc cây và cả mặt đường. Đấy, mà khu vực đó thì hắn bề dài, hắn gài bề dài cũng không, đối lượng không 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 dài lắm đâu. Tầm khoảng cỡ 150 mét thôi, vẫn gài cỡ đó. Đấy, lính mình lần đầu tiên giẫm. Đấy, một thằng giẫm thì thằng khác là phải nhảy phải tránh đấy, thì coi như là mà bị thương thì lao ra túng anh em lôi lại dính tiếp, bị bảy thằng luôn, cuối cùng thằng Mông đứng im như tít thằng đó luôn, không dám cựa chân luôn, không dám cựa luôn một bước. Tôi nói chú nè, mà nhìn thấy đồng đội bị thương nó bảo phải chịu. Phải chịu, mà chính xác là bọn tôi không biết được cái cách cỡ nó đang, không biết ra đang lần đầu tiên mà. Sau này là bắt đầu là bọn tôi với thì dùng tay mà rà đến lúc mô, chú hiểu chưa, không rà được, hắn nhiều vô địch luôn. Thế là bắt đầu bọn tôi mới nghĩ ra cách, nghĩ ra cách máy không rà được nữa. Thế bọn tôi mới chặt những cứ bó cây một, nhưng mà tôi sẽ la đi hắn cái thủy xương. Đấy. Quát cái bụi thì sẽ lòi ra. Đấy. Lòi ra thì coi như là cái mấy thằng ở trung đội một mẹ ăn thử thí điểm của hắn đăng. Đấy. Lúc đó là bỡ ngỡ không biết gì cả. Tức là bắt đầu là mà khi lấy lên thì đúng hắn vừa bằng cái bát ăn cơm, hắn còn nhỏ nhỏ hắn cái bát ăn cơm tí mà hắn trống lên hình phễu, hắn như một cái hình phễu đi đấy. Như là ngồi với nghiên cứu mà thì coi như là mình bảo khả năng là cái đầu phễu đi là hắn lồi lên đi, mình mới nhìn giảm xuống được cái phễu sập xuống y như làng giữa, hiểu chưa. Thì bọn tôi mới coi như đứng xa, đứng xa bọn tôi ném gốc cây, tức là ném thẳng cái đầu phễu của gốc cây coi hết ra y rằng là nổ một phát. Nói chú nè, mặt mũi thằng mua đấy thằng nói đặt xì rồi. Nhưng mà nó cách mình khoảng cỡ mét 2 mét là chỉ có đất đá thôi. Ê, hắn cũng đỡ sát thương nhưng mà hắn bị, nhưng bị nhẹ thôi, tức là bị đá bị đất xây sát thôi chứ không bị bánh, nhưng mà gần là cũng cũng nhức xương với hắn đó. Ê, tức là sau này là bọn tôi cứ phải dùng chổi, dùng chổi mới tôi quét, tức là cứ bắt đầu mang cái một khối á, quét xong nó lòi ra lạc bỏ một khối cứ một lần đó là mỗi thằng vài mũ khối gì đó. Thế sau bắt đầu là sư đoàn mới nghĩ ra cách, nghĩ ra cách là coi như là tức là mang đem cái máy gọi là máy xích có loại hạng nặng đó, như là mình trước hắn có cái ben gạt đó. Đấy, hắn có một cái ben to lắm, cái máy xích phải có là loại máy to. Đấy, thế thì coi như là cứ hắn đi cứ dập dập xuống đi này, hắn dập xuống để cho nó nổ, tức là cái mình giết nó không đủ đủ để phá tan cái ben nó được. À, hắn dập cái đó đấy, hắn dập cái đó. Nhưng mà đến sau này thằng Tốt nó cũng rút kinh nghiệm, thằng Tốt rút kinh nghiệm là coi như hắn lấy cái mình giết nó, hắn làm mồi, hắn gài 10 kg đến 15 kg thuốc nổ bên dưới. À, lại mắt dạy đó. À, mà thuốc nổ không thì máy cũng chịu. À, thuốc TNT á, thuốc nổ không thì máy cũng chịu, tức là hắn lấy cái mìn zip đó là hắn thay kíp, tức là coi như là hắn làm mồi ở trên, hắn để 3 4 quả mìn zip lên trên đó. À, hắn để hắn đào một cái hốc rồi bắt đầu hắn bỏ mìn xuống dưới, hắn bỏ thuốc nổ xuống dưới. À, hắn làm mồi, còn để 2 3 4 quả chứ không phải một quả mới nha, để 3 4 quả luôn lên trên đó. À, như là máy dập dập bắt đầu hắn nổ tung, hắn cũng xé luôn cái bèn luôn tức là coi như là không còn chi được nữa. À, hắn khổ lắm đó, mà chỉ có hoạt động cái máy, tôi tính nó hoạt động không đầy 1 tuần, thế là hắn rút kinh nghiệm, hắn bàn cho cái máy cũng tan luôn. Đấy. Cũng tan luôn. Đấy. Tan luôn thì coi như là khi đó là bọn tôi mới mà sau này là hắn còn chơi cái cách gì nữa, hắn biết lính mình mà đã dính mìn rồi đó, thì kiểu gì cũng nhảy gốc cây. Đấy. Kiểu gì có cây thì hắn lại gãi thêm thuốc nổ vô vô
để gốc cây là đặt lên. Nói chú nha, khoảng 5 đến 10 cân thuốc nổ, chú tưởng tượng ra nó một quả, một lạng, hai lạng mà chú được té đáy rồi, chú được nghèo ầm ầm lên mà chú đổ 5 đến 10 cân thì chú tưởng tượng ra đâu. Hắn phải xe xác nó tung lên ngọn cây, con nát buồn như thế, thế mùn luôn. Như mùn luôn đó. Đấy. Tôi nói xài thì mùn luôn, như mùn luôn. Cho nên cái vụ đó là anh em tôi bị bảy đấy ạ. Anh em chết. Chết. Ờ. Bị chết. Đấy là cái vụ là cái chương trình chết tưởng mà tôi đó. Thế sau này thì bắt đầu là tiếp tục bọn tôi là bắt đầu ra 20 nhà chốt tiếp, ra 20 nhà chốt thì coi như là khi bọn tôi ra 20 nhà bọn tôi chốt thì có một vụ tôi nói chú là cũng bị bịt, nhưng mà công binh bị công binh bị. Thế thì bọn tôi đang chốt ở 20 nhà thì công binh là người ta đi làm đường, hắn đi làm đường thì coi như là khi hắn làm đường thì hắn mang thuốc nổ đi để làm đường, tức là mang thuốc nổ để đánh gốc cây đó. Hắn đánh gốc cây rồi hắn phá đá cái thinh tinh đó, thì cái đơn vị đó là tôi còn nhớ mô lữ 25 đó, công binh. Thì trên xe là có 15 anh, nhưng mà mang thuốc chở thuốc bây giờ kíp ra thì đi ở trong sư đoàn ra, đi trong sư đoàn ra chỗ 20 nhà bọn tôi, 20 nhà bọn tôi. thì coi như là tôi đang chốt ở vùng 20 nhà, nhưng mà cách cái xe nổ tầm khoảng gần 3 cây số chung ít đấy, mà tôi nghe thì một tiếng nổ, còn tôi nghe một tiếng nổ có như long trời lở đất luôn, một tiếng nổ long trời lở đất luôn. Hắn cũng gài theo kiểu đó, coi như là xe công binh hắn bị chốt đường, trên xe là 15 anh, trên xe 15 anh thì trên xe thuốc, trên xe đó có tổng khoảng hơn một tạ thuốc nổ nữa. Đấy. Tức là khi bắt đầu hắn nổ cái quả, cái xe nó lên thì hắn kích hoạt nổ luôn một tạ thuốc nổ luôn. Tôi nói như bom nguyên tử nổ luôn, tôi nói chú tưởng tượng là hắn nổ mà rung chuyển cách 3 cây số mà tôi nói là nhức người lên luôn. Đấy, một tạ thuốc nổ chú tưởng tượng hắn ít à. Đấy, tức là hắn kích hoạt cái xe thuốc nổ đó. Để coi như là khi bọn tôi bắt đầu anh em toàn bộ cái khu vực tuyến đường đó là bọn tôi phải vận động lên hết. Đấy, vận động lên thì coi như là thấy là coi như là đi khi lên cái như là thấy quần áo rồi thịt rồi đầu người rồi tay chân rồi hân mù nó văng hết trên ngọn cây thì đấy, 15 thằng thôi mà văng hết lên ngọn cây đấy, mà có nhìn xuống là chỉ có thấy màu đỏ rực hết đấy. Thế là bọn tôi mới bắt đầu tổ chức cảnh giới, cảnh giới mà hôm đó chính tay tôi là được đi bốc đi sơ đi thu gom. Như thu gom đó, chứ tôi nói chú là thu gom cũng cơ cực luôn, tức là không khéo thịt thằng đi là lộn với thằng tê, đầu thằng đi thì lộn với tay thằng tê, với chân thằng tê. Có thằng có khi đang còn một miệng một khúc chân, thì có thằng thì coi như là đang còn cái bàn chân, thì có thằng thì còn có nửa cái sọ thôi, cho nên cứ dồn dồn là một đống nữa là hơi đầy ăn áng, là coi như là đùm cái túi, hắn gọi là có cái vải đó, là cái vải rồi có cái ấy đó tôi gói lại đấy. Gói lại, tức là coi như là 15 anh đó là coi như là cái chung luôn, chôn chung không biết thân phận luôn. Đấy, là 15 bên công binh. Đấy. Cái đợt đó tôi đang nhớ một luôn. Nên là trong cái chiến trường bọn tôi nói chung là ngoài đi truy lùng đánh địch đó, thì còn chốt đường hắn cũng nhiều cái coi như là hắn vất vả, coi như là hắn dính nhiều cái cơ cực cái đó. Không những bộ binh bọn tôi mà kể cả công binh, kể cả anh em lính trại của sư 7 vô cũng bị như thế. À, có những trường hợp cũng bị như thế. Có khi đi coi như hắn sơ suất cái thôi. À, hắn gài mình không được là bắt đầu hắn lừa hắn bí mật hắn vô hắn tập kích nhanh, tức là bọn tôi là tập kích nhanh đó. Cái chỗ mà cái đội hình mình chốt xa ra đó. À, sơ suất một tí là coi như là hắn đánh. Đấy. Nên không những sư 39 của tôi, nhưng mà nói chính xác khổ nhất là bọn 39 của tôi, nhưng còn sư 7 các sư mùa khô đó làm tiếp vô cho bọn tôi, tiếp gần như hết mùa khô với đủ sư 339 ăn trong mưa đó. Tôi nói chú bình thường mô bình thường mô là nó tôi kể những cái vụ coi như là bọn tôi chốt ở đường thương vong như thế. Chủ đường 56 đó, tức là tôi rút dần ra, tức là khi đó là bắt đầu là chuyển sang là mùa khô 581, tức là
bắt đầu sau mùa mưa năm 81 thì bọn tôi bắt đầu rút về Rô Viêng. Tức là Rô Viêng bọn tôi là khi đó là trung đoàn 9 tôi nằm ở Rô Viêng. Tiểu đoàn bọn tôi quay về Vườn Xoài. Còn tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6 chốt trục đường 56 và bọn tôi nằm độc lập ở phía đường cái dãy núi, tôi không biết cái dãy núi tên gì tôi cũng quên rồi, nhưng mà hắn nằm một bên là Cô Công, một bên là Bồ Sát, chạy dọc từ Lách vào đến biên giới Thái Lan, tức là một dãy núi đó. Thì một bên đây là trục đường 56, một cái dãy núi nó chạy dọc từ Lách vô. Thì bọn tôi nằm trong đó, bọn tôi gọi là Vườn Xoài. Một vườn xoài suối lớn. Đấy. Thì khi đó bọn tôi vào đó thì bắt đầu xong mùa mưa. Cuối năm 81. Cái lúc đó là gần hết năm 81 rồi. Đấy, chuẩn bị sang năm 82 rồi. Hiểu chưa? Sang năm 81. Không phải cuối năm đâu, tầm lúc đó khoảng cỡ tháng 8. Tôi nhớ tháng 8 đấy. Là năm 81, tức là mùa mưa năm 81 đó. 81. Thì đến tôi về đến Vườn Xoài thì tôi được về phép. Đấy, chính xác là tôi được về phép. Tức là mùa mưa năm 81 tôi về đây về phép. Đấy, tức là cuối tháng 8 là tôi được về phép. Năm 81 tôi nhớ đó. Đấy. Tôi về phép thì tôi về phép khoảng 3 tháng. Tôi về phép 3 tháng. Đấy. Thì khi đó là tôi là quyền trung đội phó. Nhưng nói thật là trong lính là chỉ có thăng thôi, chứ còn quyết định là không thấy có. Tức là thằng một là thay những thằng chết, hai là coi như là trong lính lên chứ còn chưa đi học trường lớp một cả. Thì tôi về, thứ tha thằng mô còn được lên trung đội thì được về phép, nó chỉ xác không biết. Tôi về 3 tháng, thế lại phong tôi làm trung trưởng. Phong tôi chỉ huy trung đội, tức là trung đội tôi gọi là trung đội 3. Khi đó là tôi lên trung trưởng. Nhưng mà chứ cũng không có quyết định. Đấy, bắt lại rồi đó. Hắn chỉ có phong mồm thôi. Tức là mình phải làm trung trưởng. Tức là cái thằng trung trưởng bọn tôi là hắn chết mẹ đi. Hắn chết đi cho nên tôi lên quyền làm trung trưởng. Mà tôi quyền làm trung trưởng khi tôi về chính sách luôn. Mà cũng hắn cũng không cho quyết định nữa. Tôi bị thiệt thòi là chỗ đó. Thì coi như tôi chỉ huy trung đội ấy thì trong cái vườn xoài á. Thì bọn tôi rút dần ra, tức là cái trung đoàn 9 bọn tôi là hắn không ra các trung đoàn khác. Tôi nghĩ lao.